anh đang nằm ngủ, để cho anh nằm con. Con tự chơi con đi. Anh đang nằm kệ anh, lại vào đi gây sự với anh đấy. Đấy, cái áo hai dây của người ta hỏng rồi đấy. Hai cái đứa này. Sợ chưa? Chuyên gia phá áo, cái áo của mẹ đấy. Nếu mẹ không mặc nữa mẹ cho con nhá. Hai đứa kéo được gậy răng đấy Jun ạ, không đùa được với nó đâu. Gậy răng đấy. Cái áo nó mắc vào răng con xong rồi nó khỏe, nó kéo rồi gãy răng đấy. Đấy, bắt anh chơi cùng. Anh có chơi cùng đâu, anh đang định đi ngủ. Ra gây sự với anh. Sợ ơi, dưa hấu ơi là dưa hấu. Đấy, đưa cái rẻ cho anh đấy. Đưa cái rẻ cho anh thì bảo anh chơi cùng đấy. Anh có thích chơi trò đấy đâu. Trời ơi, con lại làm phiền em rồi. Thôi. Nick này ngây thơ nhỉ, Nick nhỉ? Này Nick ngây thơ thế. Để tự chơi bóng mà, mọi lần con có thích chơi bóng đâu. À, này Nick ngây thơ chưa? À. Đấy. Úi giời ơi, xé ra kìa. Úi giời ơi. Cái vải nó mỏng nên là con xé nó dễ đúng không? Các cháu đang đợi mẹ cháu nấu cơm để cho ăn. Hôm nay cho ăn cơm. Lâu lắm rồi không ăn cơm. Toàn ăn hạt. Ăn hạt với thịt, các cháu ít ăn cơm. Hôm nay ăn cơm. Nick ơi. Đấy. Xé ra đấy. Bây giờ có kiểu thích xé vải. Các cái quần áo cũ là mẹ cháu cứ để đấy, thế là chạy vào lấy quần áo cũ ra để xé. Dưa hấu là lúc nào cũng kiểu như là buồn miệng. Cháu nó phải có cái gì để cắn để xé cơ. Chứ không ngồi chơi đâu. Mà đồ chơi thì chán ngay. Lúc nào cũng thích các cái áo rồi. Mỗi ngày mới kiểu một áo để xé. Buồn cười lắm. Trông hai đứa trông nhỉ. Hai anh em tình cảm nhỉ. Ôi dồi ôi, tình cảm thế nhỉ. Đấy, trông lật tai lên trông giống anh cà rốt không? Dưa hấu ơi. Thế dưa hấu cho mẹ mượn cái áo nhá. Bảo cho mượn là chạy đấy, không cho đâu. Nào đưa cái áo đây cho mẹ mượn. Đưa áo đây. Nào con đưa áo đây cho mẹ. Nào đưa đây cho mẹ. Thích là rủ mẹ chơi cùng, hay là kiểu